Chợ Bất Động Sản, kết nối sức mạnh, chia sẻ thành công. Xin kính chào quý vị khán giả. Quý vị đang theo dõi chuyên đề xây dựng và bất động sản cuối tuần trên kênh truyền hình kinh tế tài chính VITV. Thưa quý vị, thị trường bất động sản Hà Nội quý 2 năm 2018 vẫn cho thấy một gam màu đẹp với những diễn biến khả quan, lượng cung căn hộ dịch vụ biến động mạnh, giá thuê văn phòng tăng, công suất ổn định. Mặc dù quý 1 năm 2018 với dư chấn cháy nổ Carina đã đặt ra nhiều sự lo lắng về tính ổn định và sự phát triển của phân khúc chung cư. Tuy nhiên, với những kết quả đạt được cho thấy, nhu cầu thực sử dụng bất động sản ngày càng tăng rõ rệt và đây là dấu hiệu của thị trường phát triển bền vững. Vậy cụ thể vấn đề này như thế nào? Những tháng còn lại của năm 2018, thị trường bất động sản Hà Nội sẽ có những diễn biến ra sao? Đây cũng là nội dung chúng tôi sẽ đề cập trong chuyên đề xây dựng và bất động sản tuần này với chủ đề Bức tranh thị trường bất động sản Hà Nội quý 2 năm 2018. Trước hết mời quý vị cùng đến với phóng sự đầu tiên của chúng tôi. Theo thống kê của Cục Đầu tư nước ngoài Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 6 tháng đầu năm 2018, tổng giá trị góp vốn FDI của nhà đầu tư nước ngoài đạt 20,33 tỷ đô la Mỹ, tăng 5,7% so với cùng kỳ. Trong đó, tỷ trọng của nguồn vốn vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư là 5,54 tỷ đô la Mỹ, chiếm 27,2% tổng lượng FDI đầu tư vào Việt Nam. Hà Nội dẫn đầu cả nước về thu hút FDI trong 6 tháng đầu năm 2018 với 5,8 tỷ đô la Mỹ. Những dự án đáng chú ý, điểm nhấn của quý này là tập đoàn Sumitomo cùng với các đối tác như BRG được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội trao giấy chứng nhận đầu tư xây dựng thành phố thông minh tại huyện Đông Anh với số vốn đầu tư 4,13 tỷ đô la Mỹ. Tiếp đà tăng trưởng ấn tượng của quý 1, GDP trong quý 2 của Việt Nam cũng đạt mức tăng trưởng 6,79% so với cùng kỳ năm ngoái, nâng mức tăng trưởng của 6 tháng đầu năm lên mức 7,08%, cao nhất trong 8 năm. Điều này thể hiện nhịp tăng trưởng đều và ổn định của nền kinh tế. Đây là cơ hội để kích cầu tăng. Trong 6 tháng đầu năm 2018, Hà Nội đón khoảng 3 triệu lượt khách quốc tế, tăng 26% theo năm, dẫn đến sự tăng trưởng đáng kể về lượng khách quốc tế đặt phòng, nâng tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam khoảng 7,89 triệu lượt, tăng 27,2% so với cùng kỳ, dẫn tới sự phát triển của phân khúc bất động sản du lịch, khách sạn. Quý 2 năm 2018 cũng là thời điểm mà Ngân hàng Nhà nước siết chặt các khoản vay bất động sản, nó sẽ ảnh hưởng tới các chủ đầu tư nhỏ lẻ. Dự án có nguồn vốn thấp, chủ đầu tư yếu kém về nguồn lực sẽ khó phát triển dự án và bị thanh lọc dần. Thị trường dành chỗ cho các chủ đầu tư có tiềm lực tài chính tốt, có chiến lược kinh doanh rõ ràng. Điều này giúp ổn định thị trường, giảm nguy cơ rủi ro cho các dự án và khách hàng cũng như các nhà đầu tư. Về số lượng doanh nghiệp thành lập mới quý 2 năm 2018 ghi nhận xu hướng tăng so với các quý cùng kỳ trong giai đoạn 5 năm từ 2014 đến 2018. So sánh giữa quý 2 năm 2018 và quý 2 năm 2014, số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng 2 lần, số vốn đăng ký tăng 2,8 lần và tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên mỗi doanh nghiệp tăng 1,4 lần. Riêng tháng 6, số doanh nghiệp được thành lập mới là 12.209 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 132.108 tỷ đồng, tăng 10,7% về số doanh nghiệp và tăng 26% về số vốn đăng ký so với tháng 5 năm 2018. Đánh giá hay tiêu chí về số lượng và tốc độ gia tăng doanh nghiệp theo lĩnh vực hoạt động cho thấy, ngành kinh doanh bất động sản có tỷ lệ cao nhất là 44,2%. Xét về số vốn đăng ký, ngành kinh doanh bất động sản cũng có số vốn đăng ký mới nhiều nhất, chiếm tới 29,7% trên tổng số vốn đăng ký. Theo các chuyên gia, đây là những yếu tố đã tác động mạnh vào thị trường bất động sản Hà Nội quý 2 năm 2018 cũng như 6 tháng đầu năm nay. Với những yếu tố tác động như vốn FDI đổ vào thị trường bất động sản tăng mạnh, trong đó Hà Nội dẫn đầu cả nước với 5,8 tỷ đô la Mỹ trong 6 tháng đầu năm nay. CPI cũng đạt mức cao kỷ lục từ năm 2011. Sự tăng trưởng của GDP và lượng khách quốc tế hay số doanh nghiệp bất động sản thành lập mới gia tăng sẽ là những yếu tố thúc đẩy thị trường bất động sản Hà Nội quý 2 năm 2018. Vậy cụ thể, bức tranh thị trường này sẽ như thế nào? Những diễn biến trong thời gian qua sẽ ra sao tại các phân khúc bất động sản? Xin mời quý vị cùng đến với ghi nhận của phóng viên kênh truyền hình VITV. Số
Số liệu thống kê mới nhất của JLL cho thấy, quý 2 năm 2018, thị trường Hà Nội không ghi nhận nguồn cung mới từ phân khúc văn phòng hạng A, chỉ duy nhất một tòa nhà hạng B được gia nhập thị trường, cung cấp thêm 7.810 m2 sàn văn phòng hạng B, nâng tổng nguồn cung hạng A và hạng B của thị trường Hà Nội lên 1.540.000 m2. Giá chào thuê trung bình văn phòng phân khúc hạng A và hạng B giữ ổn định chỉ khoảng từ 1,3% và 0,3% so với quý trước. Theo đánh giá của JLL thì chúng tôi nhận thấy rằng là bất động sản ở thị trường Hà Nội trong 6 tháng vừa qua thì có những cái chuyển biến rất là tích cực. Đối với cái mảng văn phòng thì cái tỷ lệ lấp đầy của tất cả các tòa nhà hiện nay tăng rất là cao. Đạt đến ví dụ như tòa nhà hạng A và hạng B đó thì nhìn chung là cái tỷ lệ lấp đầy nó hơn 94% và cái diện tích còn trống nó chỉ có 5-6% thôi. Nguồn cung trong tương lai chúng tôi dự đoán từ đây tới 6 tháng cuối năm thì cũng có một vài nguồn cung mới để cung ứng ra cho thị trường. Tuy nhiên là đặc biệt cho khu vực trung tâm thì chúng tôi nhận thấy là nó không có nhiều. Quý 2 năm 2018, thị trường mặt bằng bán lẻ ghi nhận tổng nguồn cung sấp xỉ 1,3 triệu m2, tăng 0,6% theo quý và 4,4% theo năm. Với các dự án trung tâm mua sắm đầu tiên tại quận Hoàng Mai đi vào động, cung cấp 6.500 m2 sàn. Giá thuê trung bình tầng trệt tăng 8,6% theo quý và 9,8% theo năm, trong khi công suất thuê ổn định theo quý và tăng 7,1% theo năm. Phân khúc trung tâm mua sắm ghi nhận kết quả hoạt động cải thiện nhất. Đây là thông tin được Savo đưa ra tại buổi họp báo quý 2 năm 2018. Bên cạnh đó, theo Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, nhà liên kề và nhà phố là loại sản phẩm ít được ra hàng trong thời gian vài năm trở lại đây, nhưng xuất hiện trong quý 2 năm 2018 với nguồn cung chào bán lên đến 1.639 sản phẩm, nằm chủ yếu tại quận Hoàng Mai, quận Hà Đông, quận Long Biên và huyện Mê Linh. Đây là loại sản phẩm có giá trị cao, dao động từ 6-7 tỷ đồng đến hàng chục tỷ đồng. Quý 2 năm 2018 là thời điểm chứng kiến rất nhiều dự án bất động sản bắt đầu chuẩn bị đầu tư sau thời điểm khủng hoảng giai đoạn 2013-2014 đã đủ điều kiện để đưa ra thị trường. Chúng tôi đang rất chờ đợi vào phân khúc này có thể thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển mạnh hơn nữa. Trong một diễn biến khác, tại phân khúc khách sạn quý 2 năm 2018, Hà Nội ghi nhận tổng nguồn cung đạt khoảng 10.000 phòng, ổn định theo quý và tăng 8% theo năm. Công suất thuê trung bình giảm nhẹ 2% theo quý và theo năm. Giá thuê trung bình giảm 4% theo quý và 5% theo năm. Doanh thu trung bình của phân khúc khách sạn 5 sao đạt 108 đô la Mỹ một phòng một đêm, gấp đôi doanh thu khách sạn 4 sao và gấp 4 lần doanh thu các khách sạn 3 sao. Trong 6 tháng đầu năm 2018, Hà Nội đón nhận khoảng 3 triệu lượt khách quốc tế, tăng 26% theo năm, dẫn đến sự tăng trưởng đáng kể về lượng khách quốc tế đặt phòng. Dự báo với áp lực cạnh tranh, thị trường khách sạn Hà Nội sẽ gia tăng kể từ sau năm 2018 với 43 dự án tương lai. Một trong những phân khúc mà quý 2 năm 2018 được nhiều sự quan tâm đó là đất nền vùng ven Hà Nội và bất động sản công nghiệp. Theo đánh giá của giới chuyên gia bất động sản, thị trường đất nền vùng ven Hà Nội sẽ là điểm nóng đầu tư trong năm 2018, bởi lẽ những thị trường này mặt bằng giá đất vẫn còn thấp và dư địa tăng cao. Khách hàng tại Hà Nội cũng như khách hàng tại các tỉnh đó và những nhà đầu tư có tiền, họ đang có xa làn sóng đầu tư vào các đất nền các cái tỉnh này. Điển hình có những dự án là chỉ trong vòng khoảng 1 tuần, 2 tuần thôi, thì 300 nền đất, 300 cái sản phẩm là cũng bán xong. Thì đây là một tín hiệu tốt cho thị trường. Chúng tôi nhìn thấy là nhà nước có những chính sách rất là tích cực đấy. Một trong những cái phần vô cùng quan trọng để mà phát triển cái bất động sản công nghiệp sản xuất á, là cơ sở hạ tầng. Thì chúng tôi thấy là có những cải tiến rất là đáng kể, nhưng mà để mà đáp ứng được, để mà tận dụng được cái tiềm năng mà đi đến là hàng đầu châu Á thì lại là còn một cái con đường khá xa mình phải đi. Bên cạnh những mảng tích cực, thị trường bất động sản Hà Nội cũng đón nhận những con số sụt giảm. Tại báo cáo mới đây nhất của CBRE đưa ra những con số sụt giảm của phân khúc chung cư tại Hà Nội. Theo CBRE, quý 2 năm 2018 tổng cộng có 6.534 căn hộ được chào bán từ 19 dự án trên toàn thành phố, giảm 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Các dự án mở bán chủ yếu đến từ khu vực phía Tây và phía Bắc Hà Nội, chiếm lần lượt là 53% và 25% lượng mở bán mới trong quý. Trong đó, các sản phẩm chung cư cao cấp chiếm 37% tổng nguồn cung mở bán mới, tăng từ mức 15% vào quý 1 năm 2018. Với quý 2 năm 2018 thì nếu chúng ta nhìn vào Hà Nội, thì chúng ta có rất là ít các cái dự án hoàn toàn mới xuất hiện trên thị trường. Đa phần những cái căn hộ mới được chào bán là đến từ những cái dự án mà đã có từ trước đó rồi và họ mở bán các cái đợt tiếp theo. Nên là chúng ta cũng có thể thấy là thì quý 2 là thiếu vắng những cái dự án quy mô lớn, nên là tổng số căn mà chúng ta ghi nhận chào bán mới là có sự sụt giảm. Tuy nhiên, theo Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, quý 2 năm 2018, lượng giao dịch nhà ở chung cư tại Hà Nội đạt 6.755 giao dịch, tăng mạnh khoảng 32,7% so với quý 1 năm 2018 và tăng 24,7% so với cùng kỳ năm 2017. Lượng sản phẩm được giao dịch chủ yếu vẫn nằm ở phân khúc chung cư có mức giá bình dân khoảng 20,5 triệu đồng một mét vuông,
giảm khoảng 7,6% so với quý 1 năm 2018, chiếm 47,2% tổng lượng căn hộ chung cư giao dịch trong quý. Tiếp đó là căn hộ chung cư trung cấp có mức giá trung bình khoảng 29,1 triệu mét vuông, chiếm 40,8% và căn hộ chung cư cao cấp chiếm 12%, có mức giá trung bình vào khoảng 36,3 triệu đồng một mét vuông, giảm nhẹ 0,5% so với quý trước. Như vậy, tính trong 6 tháng đầu năm 2018, tổng lượng căn hộ chung cư Hà Nội được mở bán là 15.012 căn, với tổng nguồn cung chủ yếu tập trung ở các quận Hà Đông, Nam Từ Liêm và Long Biên. Hiện nay cái nhu cầu lớn của người dân về cái phân bất động sản bình dân thì thực ra cái sản phẩm vừa rồi cũng đã có các cái sản phẩm được đưa ra thị trường giải quyết phần nào cái nhu cầu lớn cho phân khúc đó. Và đồng thời cái phân khúc về cái bất động sản cao cấp thì cũng đã có cái mức điều tiết và tập trung vào ở một số các cái vị trí nó tương đối đẹp. Thì tôi nghĩ rằng thực ra trong thời gian vừa qua thì cái thị trường bất động sản phát triển tương đối ổn định và có những cái mà có sản phẩm tốt phục vụ các nhu cầu của khách hàng. Lý giải về sự khác biệt trong những con số thống kê này, các chuyên gia cho rằng vì sao lại có cái sự sụt giảm về cái nguồn cung cũng như là cái doanh số trong quý 2018, liệu có phải là do những cái vấn đề liên quan đến an toàn, an ninh, phòng chống cháy nổ như chúng ta, những gì chúng ta đã nhìn thấy trong quý 1 dẫn đến cái hiện tượng trong quý 2 như vậy hay không? Thì theo chúng tôi thì có lẽ là cái tác động đấy không quá lớn. Có thể là ở một hai dự án các chủ đầu tư có thể là phải tạm dừng lại để điều chỉnh lại tất cả những cái công tác an toàn như vậy, tuy nhiên không phải là bình diện trên thị trường. Hiện tại các cái sản phẩm chung cư đa phần và cái giá trị hiện tại, tức là cái giá chung cư hiện tại vẫn đang ở phân khúc trung và cao cấp, tức là không phù hợp với đại đa số người dân có nhu cầu thực mua nhà. Chính vì vậy mà người dân vẫn đang trông chờ những dự án mà nó phù hợp với cái thu nhập của người ta. Rất nhiều nhà đầu tư cũng đang rất là cân nhắc trong cái việc là có nên không. Nhưng mà rõ ràng đứng trước các sự lựa chọn thì dường như là chung cư vẫn phải là lựa chọn cuối cùng. Bởi lẽ nó sự hợp lý về giá cũng như sự hợp lý về các cái tiện ích mà bản thân đối với những cái thu nhập mà của người dân hiện nay dường như là nó là vừa tầm. Như vậy có thể thấy sau những ảnh hưởng tâm lý từ dư chấn cháy nổ Carina, tưởng chừng sẽ làm chững lại phân khúc nhà ở chung cư. Tuy nhiên các chuyên gia cho rằng phân khúc này vẫn ghi nhận lượng giao dịch không quá tệ do sự chuẩn bị đầu tư phát triển các dự án mang tính chất thực chất đã được các chủ đầu tư đặc biệt quan tâm. Và đây vẫn là phân khúc đáp ứng được nhu cầu thực của người dân Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng. Khách hàng vừa rồi chúng tôi cũng có theo dõi là có ảnh hưởng đấy, nó cũng chững lại nhưng rồi nó sẽ tiếp tục đi lên. Vì sao? Không phải là vì là cháy mà sẽ chuyển sang đất nền đâu. Đất nền nó ở rất là xa và đất ở trong Hà Nội thì rất là đắt. Cho nên là đa số cái người dân mà để tiếp cận với chung cư thì nếu như bảo chuyển xuống đất nền thì rất là khó khăn. Và cái việc cuối cùng trên cả thế giới này chúng ta vẫn sống trong những căn hộ chung cư phân khúc từ thấp cho đến cao. Cho nên câu chuyện là cháy cũng là một vấn đề chúng ta quan tâm nhưng phải kiểm soát nó thôi chứ chúng ta không sợ nó và chúng ta đối diện với nó thôi. Có thể thấy mặc dù thị trường bất động sản vừa trải qua giai đoạn khó khăn, nhưng về chung và dài hạn, bất động sản Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng hay còn nhiều cơ hội phát triển mạnh mẽ. Nước ta đang trong giai đoạn công nghiệp hóa kèm theo tốc độ đô thị hóa tăng, dự kiến đến năm 2025 đạt 40%. Vì vậy, nhu cầu về nhà ở và các công trình dịch vụ đô thị sẽ tăng nhanh chóng và nó sẽ được thể hiện qua các yếu tố như giá cả, số lượng giao dịch, tính thanh khoản ổn định, cơ cấu hàng hóa được điều chỉnh để phù hợp hơn với nhu cầu đa dạng của thị trường. Theo các chuyên gia, những tháng cuối năm 2018, thị trường bất động sản Hà Nội sẽ có thêm nhiều dự án mới và phân khúc trung cấp có giá dao động từ 1 đến 3 tỷ đồng vẫn là phân khúc sẽ tiếp tục chiếm tỷ trọng và nguồn cung lớn. Mặc dù vậy, phân khúc cao cấp ở những vị trí tốt vẫn là phân khúc được đánh giá là phù hợp để tung ra thị trường. Bên cạnh đó, để thị trường bất động sản có sự phát triển bền vững thì cần phải tăng cường vai trò của nhà nước trong công tác quản lý cũng như đầu tư phát triển các dự án phù hợp với nhu cầu của người dân và xu thế của thời đại. Vậy đâu là kịch bản cho thị trường bất động sản những tháng còn lại của năm 2018? Thời gian tới thì cái phân khúc dành cho cái người thu nhập thấp hay phân khúc bất động sản bình dân hay tầm trung sẽ vẫn là cái nhu cầu lớn của xã hội. Thì nó phụ thuộc vào cái quỹ đất phát triển và cũng như là cái nguồn đất và cũng như cái xu hướng tập trung và phát triển của một số chủ đầu tư. Nhưng thực ra cái đó luôn luôn nó cũng sẽ là cái phụ thuộc vào cái nguồn quỹ đất. Nửa năm sắp tới đó là một triển vọng ổn định của thị trường và chính vì lý do đó chúng ta cùng phải cần có những sự điều chỉnh giúp cho cái câu hỏi là liệu thị trường trong năm 2019-2020 nó sẽ là đứng ở đâu trong chu kỳ bất động sản, hạn chế bớt làm cho sự phát triển của chu kỳ nó bền vững hơn. Với các tình hình các kinh tế hiện tại thì rõ ràng đầu tư bất động sản, đầu tư vào đất nền
đầu tư vào các cái sản phẩm liên quan bất động sản hiện tại vẫn là tốt, kinh tế tiếp tục tăng trưởng, phát triển ổn định, thì chúng tôi tin là những cái tín hiệu tốt về thị trường gần cuối năm. Bất động sản lại cần vươn lên ở những cái đẳng cấp nó cao hơn rất là nhiều. Thế thì cái cách thức hỗ trợ nhà nước như thế nào mà trong bối cảnh ngân sách là hết sức khó khăn thì đây cũng là một câu chuyện cũng còn nhiều điều phải bàn. Mặc dù chúng ta đã có ít nhiều kinh nghiệm về cái gói hỗ trợ 3.000 tỷ trước đây cho nhà ở xã hội, thế là chưa nói đến những cái cách thức hỗ trợ để mà bất động sản xanh hơn, thông minh hơn. Những ý kiến vừa rồi cũng đã khép lại chuyên đề xây dựng và bất động sản tuần này của chúng tôi. Để xem lại chương trình, quý khán giả có thể theo dõi trên website vitv.vn và đừng quên cập nhật thông tin qua Facebook kênh truyền hình kinh tế tài chính VITV. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.